Vâng, xin chào các bác. Trong buổi tối đêm nay, em xin trân trọng giới thiệu tới các bác chiếc âm ly đa kênh của hãng Yamaha. Chiếc này có tên mã là Yamaha DSP A5. Đây là một chiếc âm ly đa kênh thuộc phân khúc tầm trung của Yamaha. Nó được sản xuất vào năm 2001 với cái giá xuất xưởng là 53.000 yên Nhật. Tức là nó tương đương với 11 triệu Việt Nam đồng thời giá hiện tại. Chiếc âm ly này thuộc dòng classic, có nghĩa là dòng cơ bản và thiết kế mang hơi hướng cổ điển. Cái điểm mạnh của nó, thứ nhất là thuộc phân khúc tầm trung thì nó có mặt phay nhôm. Cái điểm đáng giá thứ hai là nó có khả năng giải mã 24 bit và xuất phre out dạng rắc bông sen AV ra ngoài. Chiếc này em bán với giá 2 triệu 500 ngàn đồng và không có remote. Bây giờ em xin mời các bác chúng ta cùng xem qua một chút về thông số của chiếc âm ly này. Chiếc này cho phép kéo loa có công suất min tầm 70W, max có thể lên đến 100W cho mỗi kênh ở trở kháng 6 ohm. Nó có kích thước là rộng 43,5, cao 15,1 và sâu 39,1 cm, nặng 11,2 kg. Công suất tiêu thụ nguồn là 180W, điện áp sử dụng 100V. Chiếc này zin chất bãi nguyên đai cam, chưa sử dụng tại Việt Nam. Về chất lượng ruột gan, em đánh giá nó ở mức khá. Đây là một chiếc âm ly có cái giá bình dân nhưng rất đáng chơi, bởi vì cái khả năng xuất phre out của nó rất tuyệt vời. Một lát nữa em sẽ nói thêm về vấn đề này. Như thường lệ, anh em ta sẽ đi xem qua một chút về các kết nối phía sau. Điểm đáng tiền đầu tiên đó là chiếc này có đến 3 đường optical in, đồng thời có thêm 2 đường coaxial in nữa. Các kết nối rắc bông sen AV rất nhiều, thoải mái cắm. Cái điểm ăn tiền thứ hai là tín hiệu optical sau khi được giải mã sẽ được xuất ra ngoài qua đầy đủ các kênh. Ví dụ như các bác không muốn sử dụng chiếc âm ly này với nhiệm vụ chính thì chúng ta có thể sử dụng nó ở cái nhiệm vụ phụ, tức là làm một cái đầu giải mã. Công việc hết sức đơn giản, các bác chỉ việc đưa đường quang vào đây và tín hiệu đầu ra các bác lấy ở hai cái lỗ có chữ main output này. Ngay lập tức cái âm ly này sẽ biến thành một chiếc đầu giải mã DAC chuyên nghiệp ở chuẩn 24 bit, cho phép chúng ta nâng hạ volume đầu ra, cho phép chúng ta chỉnh bát jack đầu ra thoải mái. Điều mà tuyệt đại đa số những chiếc đầu giải mã hiện có trên thị trường không thể làm được. Thì cái âm ly 2 triệu rưỡi này nó làm cái việc đấy một cách hết sức bình thường. Đây là thông số phía sau. Yamaha DSP A5, công suất tiêu thụ 180W, điện áp sử dụng 100V. Made in Malaysia, sản xuất tại Malaysia. Chiếc này cho phép kéo hai cầu AB của kênh chính phông cùng một lúc. Đồng thời kéo thêm được hai loa surround và một loa kèn trơ. Trên lý thuyết đây có thể gọi là một cái dạng âm ly 5.1 mở rộng. Trong đêm hôm qua em đã test rất kỹ cái đường xuất phre out bông sen ở cái cổng output này.
Như em đánh giá cái chất lượng xuất phờ của những dòng âm ly Yamaha là nó cực kỳ sạch sẽ, đặc biệt âm bát rất đanh gọn, chứ nó không cố tình làm mềm bát như những dòng khác. Đồng thời cái giải check lên trong gọn gàng, không bị xé. Nếu mà xét về cái tiêu chuẩn để mà so sánh với những chiếc đầu giải mã có tầm giá khoảng 5 triệu hiện có trên thị trường, thì em dám chắc tất cả những chiếc đầu giải mã có giá 5 triệu trên thị trường chỉ đáng xách dép cho chiếc âm ly này mà thôi, nếu xét về khía cạnh xuất về real làm giải mã. Nếu em nói sai thì các bác cứ đầu em mà chặt. Chiếc âm ly này sử dụng tổng cộng 10 sò than bắt vít bằng đồng, tương ứng với 5 kênh âm thanh, tụ lọc nguồn khá lớn. Tụ này là tụ của hãng em cũng đọc không rõ, nhưng mà tụ này là made in Japan với dung lượng tụ lên đến 10.000 microfarad một quả. Tăng phô nguồn chính khá là lớn. Cái bo ngoài cùng này là bo giải mã DAC. Như các bác thấy, tất cả những cái đường kết nối truyền dẫn tín hiệu âm thanh quan trọng, người ta ở trong cái âm ly này, người ta đều được bọc bạc để giảm giảm cái sự nhiễm xung, giúp cho âm thanh sạch sẽ nhất có thể. Đây, bọc bạc, sợi cáp này cũng bọc bạc, và đây nữa, cái mên nhỏ có một đám chip ở ngay trước mặt các bác, đó là những cái con chip xử lý đường đường quang đầu vào. Cái thời điểm sản xuất năm 2001 thì những con chip nó chưa được thu gọn và nó vẫn cứ to thô lỗ như thế này, nhưng chính những con chip to như thế này thì nó lại cho cái khả năng xử lý cái đường optical in rất tuyệt vời. Chất âm của chiếc này khi xuất ra cái đường Fore Out ấy ạ, nó dày dặn chắc chắn, bát rất đanh chắc, phải nói là rất tuyệt vời. Riêng về cái khoản xuất phờ ré ao của chiếc âm ly này em đánh giá là rất tuyệt vời. Cái điểm thứ hai là một cái âm ly thuộc phân khúc classic, cổ điển và cơ bản, thì nó có ba cái siết áp cơ ở đây, bao gồm ba lanh cân loa, chỉnh bát, chỉnh check, rất đơn giản. Kể cả những bác tay mơ chưa sử dụng âm ly đa kênh bao giờ, khi tiếp xúc với chiếc này cũng chỉ mất khoảng 10 phút để làm quen. Nó vô cùng dễ sử dụng. Nó dễ sử dụng như một chiếc âm ly hai kênh đời cổ hồi xưa. Không có gì khó khăn cả. Chiếc này về mặt mũi và ruột gan đều ở mức khá. Đây là vỏ nắp. Cũng còn tương đối các bác ạ, nhưng cũng không tránh khỏi những cái vết xước hoặc là móp nhẹ đổ bãi, mà không tránh được đâu các bác. Bây giờ em xin test một đoạn mà anh em chúng ta sẽ nghe bằng đường quang, đường optical. Đường này thì nó có ba đường. Bây giờ em cho nó về cái đường có chữ sát này, CDL sát. Nguồn phát vẫn là cái đầu đĩa này. Lại gặp anh đứng
cũng đều qua hè phố. Tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ, tụi ba mới mang ở như trẻ thơ. Vâng, kết luận lại là như thế này. Ở chiếc âm ly này cho khả năng giải mã 24 bit và xuất âm ra rắc bông sen. Hoàn toàn có thể sử dụng như một chiếc đầu giải mã DAC chuyên nghiệp. Điểm thứ hai là nó dễ dàng cân được các thể loại bass từ 20 đến 22 cm mà không gặp bất cứ một trở ngại nào cả. Điểm thứ ba là với cái giá tiền này, nó vô cùng xứng đáng để chơi. Vậy nên bác nào có nhu cầu thực sự thì xin liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại em đề ở dưới chú thích video. Vâng, xin cảm ơn các bác đã dành thời gian cho video này.